Dạ, tối đó là thí dụ mình có một cái đoạn mình nói chuyện xong rồi mình sẽ mời khán giả lên để chỉ khán giả chơi nhạc phụ luôn. Dạ. Thì nó có tương tác trong khúc đó. Thay vì hát cái phụ bây giờ thì con là bá phụ trong biển đó bá. Dạ không. Được, vẫn được. Thoải mái này, chúng ta dơ. Thì dù giọng như mình ngồi đó nè, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Kể cả. Tức là phải có người mình. Dạ, dạ. Giống như một mình người vậy đó. Mình đưa cái sáu nhạc cụ. Nha. Ý là thầy ý thầy là mình cài mình... người sẵn rồi. Đúng rồi. Chị Khoa nè. Không cần cài. Không cần cài. Dạ. Vì dù giọng dơ giọng như Bích thầy ở ngoài đường có cái ba cái bạn hộp vịt lồn với cái ba bạn chuyển chiến tăng cái bạn Karep kéo một hết sáu lần 10 phút sau nó sẽ hoạt động cho con nó cái nó cái nó hoàn toàn ta biết nó còn nguyên lý với nó. Ví dụ như bên trên đó nè, bên trên đó nè điên chỉ cần gọi cho mình một nỗi thế cùng rồi con vẫn là bên kia là sang đất sang đúng phải có cái đó mới hay đó phải có một đó mới hay còn một cái ngá sơ chúa là lúc đầu sẽ thôi tôi phá cả thầy nói cái đó phải có sức khỏe mới hỏi được có sức khỏe đó mình nói đó khi mình chơi dân gian như vậy đó Dạ, đô la sọt la sọt thì lập luôn luôn tới như vậy nên anh ngồi anh gọi cái này anh để mặt anh đưa cho cô kia thấy hơn nè hoán cũng lại thôi chị vân vô rồi đó đây đây đô la sọt đây tung chị lắc cái đầu phải không? Dạ. Anh lắc cái đầu là gì? Sao ta chọn chị ấy vậy? Chọn bên trên người cái này có giống vậy không? À, quay được rồi, mình cầm hai cái một lúc. Chị phải cầm hai cầm. Đây. Được rồi. Tăng Cho em này hát cho dễ đi thôi cái cục này cũng được rồi. Cái bản này cũng khó lắm nha, chứ phải dễ đâu. phải giữ đều nhịp. Được thầy, cái này được không? Được không? Giống tiếng Trung thì có hỏi hả?
Yeah.
nhớ nhớ nguyên băng nha, ngày mai xuống anh chỉ cho. Khổ nhất là phải luyện ngã sang cuối tuần thứ ba này. Đúng rồi, ngã sang cuối tuần thứ ba đi, đúng rồi. Quá. Không, ngày mai là nguyên băng mình lên luôn. Biểu diễn. Xong rồi lấy cái con té với cái cảnh luôn. Cái băng che à? Cái băng che. Ok, cái tủ dưới. Con quyết tăng con thổi cho mọi người ra. Thôi, thôi, thôi. Đó đó. Thôi, thôi, thôi. 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 Thôi, chị giữ cái nút này. Bây giờ cái này nè, rồi xong rồi thêm một đứa thổi cái này nữa. Thử coi. Đó là mai nguyên bạn mình lên mình chơi luôn vui chết luôn á. Không lo thổi. Này lớn tay chị. Sao vỗ vỗ đâu, vỗ đây. Vỗ mạnh ra vỗ. Có nhật ra. Có kiếu thổi đó. Có kiếu thổi. Đó, 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 đó. Nghĩa là dùng mây vừa vừa thôi. Vừa vừa thôi. Không, ngày mai mình đặt cái hàng đầu với mình lớn là vừa đúng quá. Đó. Nghe đó. Mai mình gió. Mai mình Thank you.
tối nay để làm buổi chung. Tối kia qua. Thì Thanh đi ngồi bên kia. Mà chị ngày bữa liên đánh gái mắt của chị qua đi chung rồi, qua thấy anh Điền đánh trận tùm lum hết rồi. Gái mắt nhóm ra tùm lum đâu. Nó lâu nó từ tay qua chút xíu thôi. Đang ngủ nghe bum cái làm đá là lạ nhất. Con gì đây? Mình phải làm sao cái không? Cái cây này nó cái dưới kìa, cái thằng dưới đó. Không, cái cây nào á? Cái búa cái bên cạnh. Cái búa kìa. Đây, đây. Đây. Rồi, gõ thử đi. Rồi, gõ thử đi. Solo solo. Solo. Đọc tấu đèn đá. Sơn là đá rồi, sơn là bạc rồi, nó sao rồi. Không ra. Đập cho nó